Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Ngày hôm nay thì mình sẽ lên một video để chia sẻ với các anh chị về rung lắc hay điều chỉnh, nhận diện và xác định như thế nào. Đồng thời chúng ta sẽ đưa ra cái kịch bản hành động ra sao khi mà thị trường rung lắc. Sau đó thì mình sẽ đưa ra nhận định của mình về VN Index vào cái phiên giao dịch ngày mai, ngày 3 tháng 8 và đưa ra top 10 cổ phiếu đáng gom nhất trong thời điểm hiện tại. Các anh chị hãy theo dõi hết video và ủng hộ mình bằng like và subscribe nhé. Đầu tiên thì chúng ta cần hiểu rung lắc là gì. Thì rung lắc thì hiện tượng rung lắc thường xảy ra sau khi mà thị trường đã tăng quá cao trong một khoảng thời gian nhất định. Tại đó thì thị trường thường bị biến động mạnh vào giữa và cuối phiên. Các anh chị hãy nhớ là biến động mạnh vào giữa hoặc cuối phiên nhé. Và phổ biến là phiên ATC với khối lượng lớn. Một đặc điểm nữa là sau những phiên rung lắc thì thị trường thường hồi phục hoặc là không có biến động mạnh với vol nhỏ. Mình đã tổng hợp lại 3 đặc điểm nhận diện của một thị trường đang ở trạng thái rung lắc. Thứ nhất là thị trường đã tăng quá cao trong một khoảng thời gian nhất định. Thứ hai là thị trường xanh đầu phiên, giữa phiên bị bán mạnh và cuối phiên hoặc ATC bị được kéo lên. Hoặc là có thể là xanh đầu phiên và cuối phiên và ATC có một lực bán mạnh với vol lớn. Và thứ ba đó chính là thị trường sẽ không biến động mạnh hoặc là sẽ phục hồi với vol nhỏ trong phiên tới. Đây là một ví dụ điển hình về rung lắc. Đây, một cây nến giảm dài, mạnh với vol rất là lớn. Sau phiên đó là một phiên biến động không mạnh với vol nhỏ. Thì đây là một tín hiệu cho pha rung lắc của thị trường. Hay là sau phiên đó thôi cũng là một phiên biến động mạnh này. Đây, rút chân cuối phiên với vol lớn và phiên sau đó thì cũng biến động không nhiều. Đó. Với cái khối lượng ít hơn. Thì đây là những cái pha rung lắc điển hình của thị trường. Để mình lấy ví dụ cho các anh chị theo dõi nhé. Đây, ngoài cái ví dụ đây là nó tăng mạnh trong một khoảng thời gian nhất định này. Đây. Thì ngoài ra thì cũng có những cái phiên chẳng hạn như phiên này. Đây, giảm vol lớn và hồi phục với vol nhỏ. Đây, giảm vol lớn hồi phục vol nhỏ này. Giảm von cực lớn luôn, hồi phục với von nhỏ hơn. Hay là trước đó thì cũng tăng mạnh này, đúng không? Giảm von lớn, hồi phục von nhỏ. Đây, giảm von lớn, hồi phục von nhỏ. Thì đây là những cái pha rung lắc của thị trường. Thì sau đó thì thường thì thị trường sẽ còn kéo lên một cái khoảng nhất định nữa. Đây. Đây là những cái ví dụ điển hình, đúng chưa? 2021 trong một cái trend tăng thì có rất là nhiều pha rung lắc. Đây, trong một cái trend tăng mạnh này có tới 3 đến 4 pha rung lắc. Sau đó là mới có những cái pha điều chỉnh rũ mạnh như thế này. Thì liệu thị trường hiện tại nó có giống nó là những cái pha rung lắc này để tiếp tục đi lên hay nó sẽ làm những cái pha điều chỉnh? Thì so sánh thì chúng ta sẽ nhìn này. Thì những cái pha điều chỉnh thường là những cái von hôm sau ấy nó sẽ tiếp tục vẫn còn lớn. Đấy, và nó đang có cái lực bán rất là mạnh. Khi đó thì cổ phiếu sẽ bị bán ra, sẽ bị bán tháo ra trong một cái khoảng thời gian ngắn. Hay đây, bán này, lực bán rất là mạnh luôn. Đó. Thì đây là cái sự khác biệt giữa rung lắc và điều chỉnh. Đây, đúng không ạ? Điều chỉnh đây. Giảm mạnh này. Hồi phục von lại lớn, đúng không? Đó. Vậy thì kịch bản cho thị trường sắp tới của mình sẽ như thế nào? Thì mình sẽ chia thành hai kịch bản chính. Kịch bản thứ nhất là chỉ số sẽ tiếp tục tăng theo kênh thứ ba. Bởi vì nếu như đây là một cái phiên rung lắc bình thường thì sau đó thị trường sẽ tiếp tục đi lên và sẽ thường xuyên có những cái pha rung lắc. Hơn nữa, những cái pha rung lắc này nó thứ nhất nó sẽ khiến cho những nhà đầu tư bị hoảng loạn và bán đi, không nắm giữ. Những cái người nào mà nắm giữ cổ phiếu không chắc thì có thể bị mất hàng. Đúng không ạ? Đồng thời thì những cái pha rung lắc này nếu mà nhìn theo cái góc nhìn phân tích kỹ thuật ấy thì hiện tại các anh chị nhìn nhá, RSI của nó đang ở cái ngưỡng rất là cao rồi, khoảng chừng là 80 mấy, hơn 80, đúng không? Thì để cái RSI này nó về cái mức khoảng 70 là cái mức phù hợp thì nó cần có những cái pha rung lắc để đưa cái chỉ số RSI này về cái ngưỡng 70. Các anh chị nhìn nhá. Đúng không? Nếu mà chúng ta nhìn vào cái khoảng RSI này, cái đoạn này là nó rơi khoảng 78 rồi. Thì nó khá cao đúng không? Thì nó sẽ có những cái pha rung lắc như này. Đây, 7 mấy rồi đây, 81 rồi, đúng không? Thì nó sẽ cần có những cái pha rung lắc để nó đưa về cái ngưỡng là 70. Đấy. Thì đây là những cái pha rung lắc bình thường, là những cái pha rung lắc kỹ thuật trong một cái thị trường tăng mạnh. Đúng không? Sau đó thị trường sẽ vẫn tiếp tục tăng tiếp. Đây là sẽ là một cái kịch bản mà mình đề cập đến. Đúng không? Chúng ta sẽ thị trường sẽ tiếp tục tăng nhưng mà nó sẽ thường xuyên xảy ra những pha rung lắc. Và vậy thì khi nào mà chúng ta sẽ
xác định được là sẽ có một pha điều chỉnh. Theo như mình thường quan sát ấy, thì đến khi mà chúng ta xác định được là cái chỉ số này nó phá thủng cái kênh xu hướng, kênh ban của nó, đúng không? Và khi đó RSI nó giảm về cái ngưỡng thủng cái ngưỡng 70, thì khi đó các anh chị hãy xác nhận, thì khi đó chúng ta có thể xác nhận được nó đã kết thúc cái chen tăng mạnh của kênh ban rồi và nó sẽ về cái kênh 2 này điều chỉnh tại đây. Đó. Đây là kịch bản thứ nhất. Còn kịch bản thứ hai là nó sẽ chỉ tăng nhẹ thôi. Sau đó nó sẽ chỉnh về kênh thứ hai luôn. Khi đó thì chỉ số sẽ kéo lên tạo hai đỉnh, sau đó là gãy kênh 3 và điều chỉnh về kênh thứ hai. Thì trong cái kịch bản này thì nó sẽ tiêu cực hơn là nó sẽ chỉ hồi phục kỹ thuật lên thôi và nó sẽ tiếp tục gãy với vol lớn. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng có thể xác định bằng cách là chúng ta nhìn vào này, nếu cái kênh thứ ba này phá thủng bằng một cái cây nến thân dài vol lớn, cái nến đỏ thân dài vol lớn, và chỉ số RSI nó rơi xuống ngưỡng dưới 70, cắt từ ngưỡng trên 70 xuống, thì khi đó chúng ta hãy bán bớt cổ phiếu đi, đúng không ạ? Để chúng ta chờ căn chỉnh về cái vùng thấp hơn để chúng ta gom thêm. Thì đây cũng chính là cái cơ hội để chúng ta cơ cấu lại cái danh mục, bán đi những cái cổ phiếu mà nó gãy kênh, gãy nền, để chúng ta mua những cái cổ phiếu nào mà vẫn còn giữ được trend tăng, thì sau đó cái động lực tăng giá của nó sẽ vẫn còn cao hơn. Với những cái dữ kiện hiện tại thì mình có vẻ là sẽ thiên về cái kịch bản thứ nhất hơn, bởi vì là hiện tại thì một số nhiều cổ phiếu cũng đã bắt đầu, hiện tại thì nhiều cổ phiếu cũng đã bắt đầu là test kênh với cái vol nhỏ. Thì đây là một cái tín hiệu tốt để chúng ta có thể mua vào, mua gom những cái cổ phiếu. Và mình hay thường gọi nó là cái phương pháp đánh du kích, là chúng ta hãy gom hàng khi mà giá test kênh với vol nhỏ. Cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ với các anh chị top 10 cổ phiếu đáng gom nhất trong thời điểm hiện tại với cái phương pháp là đánh du kích, gom hàng khi test kênh với vol nhỏ. Thì mình cũng đã chuẩn bị ở đây rồi. Cổ phiếu đầu tiên đó chính là KBC. KBC thì mình đã đề cập với các anh chị nhà đầu tư là chúng ta có thể gom ngay trong phiên ngày hôm nay rồi, từ cái vùng giá là 31.5 đến 32.5 thì chúng ta có thể gom, bởi vì là nó đang có xu hướng là test kênh với vol nhỏ, đúng chưa? Còn khi mà chúng ta khi mà nó diễn biến theo cái kịch bản thứ hai đấy, là nó sẽ gãy kênh luôn, thì chúng ta có thể cắt lốt đó. Nhưng mà theo mình thì đây là những cái tín hiệu mà chúng ta có thể bắt đầu mở gom mua rồi. Chúng ta sẽ gom theo cái phương pháp đánh du kích, có nghĩa là khi nó test kênh với vol nhỏ thì chúng ta mua, đơn giản vậy thôi. Đây, những lần trước đều như thế luôn, test kênh vol nhỏ mua này, test kênh vol nhỏ mua này, đúng không? Test kênh vol nhỏ mua này, sau đó đều bật tăng luôn. Đấy, đơn giản vậy thôi. Cổ phiếu thứ hai đó chính là HDG, cũng đang có một cái kênh giá dốc lên thế này, bắt đầu test kênh với vol nhỏ rồi, đúng chưa? Chỉ số RSI cũng đang ở cái ngưỡng an toàn là cái vùng giá 50 mấy thôi, thì chúng ta có thể mở mua tại cái vùng giá là 46.5 đến 47.5. Thì chúng ta có thể mở mua ở cái vùng giá là 32 đến 33 với cái khoảng cắt lốt nó rơi đâu đó vào khoảng 31.5. Khi mà nó gãy cái kênh này thì chúng ta bán, xác định là phải bán. Còn nếu mà nó vẫn giữ thì chúng ta sẽ gom. Và cái chiến lược đánh du kích có nghĩa là chúng ta sẽ gom trong nhiều phiên, thường nó sẽ là khoảng 3 phiên, để khi đó là chúng ta luôn có hàng trong tài khoản, và tài khoản của chúng ta luôn phải sẵn khoảng 70% hàng để chúng ta tránh những cái rủi ro của T cộng. Cổ phiếu thứ ba mình cũng đề cập ngày hôm nay đó chính là BVH, mua gom cái vùng giá là 46.5 đến 47.5. Thì ngày hôm nay nếu mà các anh chị để ý thì chúng ta cũng có thể mua gom ở cái vùng giá 47 này. Von lúc đấy nó cũng thấp, đúng chưa? Hôm nay đã bật tăng thì khả năng BVH trong những phiên tiếp tới nó sẽ tăng tiếp. Hay là DHA này nó cũng là một cái điều vượt đỉnh luôn, thì cũng đang đi tích lũy rất là tốt trong khoảng 2 tuần trở lại đây, đang test kênh với vol nhỏ, thì chúng ta cũng có thể để ý cái điều này. Những cái điều này nó thanh khoản nó rất là thấp nên là chúng ta chỉ đánh được ít thôi. Cái điều này nhược điểm nó là vol thấp, thế nên là thôi coi như cái điều này chúng ta không đề cập vào top 10 cổ phiếu nhé. Cổ phiếu thứ tư đó chính là PNG. Đây, ngày hôm nay thì mình cũng đã đề cập là chúng ta có thể mua gom ở cái vùng giá là 80 đến 81. Thì ngày hôm nay đây đúng khi nó chạm kênh, test kênh vol nhỏ cực nhỏ luôn, thì chúng ta có thể mở mua gom tại cái vùng này.
thì chúng ta sẽ gom dần ở cái vùng này đó, đến khi nào nó bật tăng thì thôi, đúng không ạ? Thì đây là những cái vùng mua cực kỳ là an toàn với cái cổ phiếu này. Cổ phiếu tiếp theo đó chính là FRT. Thì FRT thì lại không sử dụng kênh, chúng ta sử dụng cái nền, và nó đang có hình thành cái mẫu hình là cơ, đúng không ạ? Thì đây nó đang có mẫu hình với cái von nhỏ siết biên độ, và von tại cái nền này nó cũng là von nhỏ, thì chúng ta có thể bắt đầu gom mua tại đây cũng được, có thể gom quanh cái vùng là 76 đến 77. Hay là VSC, VSC ngày hôm nay thì mình cũng đã đề cập rồi, gom quanh cái vùng 76. Nếu mà anh chị nào mà muốn cập nhật nhanh những cái cập nhật, nếu các chị nào muốn cập nhật nhanh những cái khuyến nghị là mua gom cổ phiếu top 10 các thứ, thì hãy theo dõi kênh Facebook của mình. Thì mình đã có những cái bài đăng đề cập từ rất là sớm. Đây chẳng hạn như là VSC, mình cũng đã đề cập là mua gom quanh cái vùng giá 76. Thì hiện tại nó cũng đã lên đến cái vùng này rồi, đúng không ạ? Tại cái thời điểm mình bảo mua gom này thì nó vẫn còn đang test kênh, đúng chưa ạ? Đó, thì chúng ta có thể mua tại những cái vùng này. Đây. Còn nếu anh chị nào mà muốn mua thì chúng ta vẫn có thể mua được VSC. Đó. Còn nếu không mua được VSC thì chúng ta có thể để ý sang ANV. Cái ANV này thì nó lại có một cái đặc điểm là nó gãy kênh rồi, nhưng mà nó vẫn có cái nền hỗ trợ ở đây, nền đỡ giá ở đây. RSI nó đang ở cái ngưỡng là dưới 50. Đó, 40 mấy đấy. Thì nếu mà ngày hôm nay test nền với von thấp, nếu ngày mai nó có một cái phiên bật tăng lên thì chúng ta có thể gom từ cái vùng giá là 36 đến 37. Đó. Chúng ta có thể gom tại cái vùng này nếu ngày mai có một cái phiên bật tăng lên. Thì mình nghĩ là đây cũng là một cái deal khá là phù hợp đấy. Hay là DGW đang tích lũy nền ngang. Mặc dù nó cách kênh còn khá là xa, nhưng mà nếu chúng ta nhìn một cái kênh dốc hơn này thì cũng đang bắt đầu test kênh với von nhỏ rồi. Thì chúng ta có thể mà mua tại những cái vùng giá là quanh vùng 53. Đó, và cắt lốt khi mà nó bị gãy cái vùng 51. Đây, từ cái thời điểm 53 thì giờ nó đã là 54 rồi. Thì chúng ta có thể gom cái quanh cái vùng 53 đến 54 này, 53 đến 55 luôn đều có thể gom được. Hay là cổ phiếu của ngành chứng khoán. Thị trường tăng thì không thể thiếu những cái ngành chứng khoán nữa rồi. Đây cũng test kênh HCM, test kênh với von nhỏ. Chúng ta có thể gom ở cái vùng giá quanh 30. Đó, hay là VCI cũng bắt đầu có xu hướng test kênh này, kênh dốc hơn với von nhỏ. Có cái nền đỡ giá ở cái vùng giá là 41.5. Thì chúng ta có thể gom quanh cái vùng giá là 42, 42.5. Về cái khoảng cắt lốt là khoảng vùng khi mà nó gãy 41. Hay là để ý sang cái ngành thép. Hình như nãy giờ cũng quá 10 cổ phiếu rồi đấy nhỉ. Cổ phiếu ngành thép thì chúng ta sẽ để ý đến NKG, test kênh với von nhỏ. Chúng ta có thể mở gom tại đây. NKG có thể gom trước quanh cái vùng giá 19. Còn trong cái trường hợp mà nó xấu như trong kịch bản 2 ấy, mà nó về hẳn cái kênh lớn này thì chúng ta vẫn có thể gom được. Gom quanh cái vùng giá 18 luôn. Đó, hoặc cái vùng cắt lốt nó sẽ là gãy 17.5. Để von lớn. HSG thì đây nó có một cái kênh dốc hơn, test kênh von nhỏ bật lên từ nền. Đây là cái nền mà nó đã break và hôm nay nó đang test lại với von nhỏ, thì nó khá là, mình nghĩ là cái deal này cũng khá là ổn đấy. Thì chúng ta có thể gom mua từ những cái vùng giá từ 18 đến 19 này. Đó nếu mà chúng ta gom được từ cái vùng sáng này thì chúng ta đã có lợi thế một chút rồi. Đặc biệt quan trọng nhất là cái lợi thế T cộng. Hay là một cổ phiếu bất động sản đi, DRH cũng test kênh von nhỏ. Đây. Cực điển hình luôn. Thì chúng ta có thể gom tại những cái vùng này. Đó. Gom tại cái vùng này. Theo mình thì tuần tới thì chúng ta vẫn phải quan tâm đến những cái cổ phiếu ngành bất động sản như DIG này. Chúng ta cũng có thể bắt đầu gom được quanh cái vùng này, đúng chưa? Nó đang ở cái vùng nền rồi.
hay DXG. DXG thì có cái kênh này, đúng chưa? Đó, thì chúng ta cũng có thể gom được trong những cái phiên ngày hôm nay. Đấy, điển hình là như thế. Cảm ơn các chị đã theo dõi video cùng mình đến cái thời điểm này. Hẹn gặp lại các chị trong những video sau. Nếu các chị nào mà có cái thắc mắc nào về các cái mã cổ phiếu thì có thể comment ở phía bên dưới hoặc tham gia Zoom thảo luận cộng đồng để có thể đồng hành cùng mình và chúng ta có thể trao đổi và chia sẻ những cái kiến thức hữu ích cho nhau. Hẹn gặp lại các anh chị trong phiên giao dịch ngày mai nhé.